Chào tất cả quý các quý vị. Nhiều người thỉnh thoảng bảo tôi là gửi cho cái mẫu màu khử khuẩn tấm biển màu xanh. Nên tôi làm cái video quay cái bộ khử khuẩn tấm biển màu xanh này được lắp ở tại Hà Đông. Bộ cửa này được lắp cách đây chắc là khoảng 3 năm gì đó. Đấy. Thì cái màu xanh của cửa vẫn còn rất là đẹp. Đấy, đây là bộ khử khuẩn màu xanh lôi cuốn ngoài. Thương hiệu là Villa Stador. Các quý vị xem Villa Stador. Đấy, cái đường link website thì tôi có để bên dưới của phần mô tả của cái video này, thì các vị có thể click vào web để xem hình ảnh cửa cuốn màu khác. Từ hiện nay cửa cuốn tấm liền thì nó có các cái màu xanh, rồi màu vàng kem, rồi là màu ghi. Đấy, thì cái màu ghi là nó như ở trên kìa. Đấy, nhưng mà thường thường là cái cửa cuốn là nếu chúng ta chọn lô ngoài thì mặt chính là sẽ quay ra ngoài, là nhìn từ ngoài vào là màu xanh thì là chúng ta chọn màu xanh, và chúng ta chọn màu vàng kem là màu vàng kem, mà màu ghi là màu ghi, là mặt chính nó nhìn từ ngoài vào. Còn mặt trong thì có khi mà chúng ta chọn màu xanh thì mặt còn lại màu ghi, và chúng ta chọn màu vàng kem thì mặt còn lại cũng là màu ghi. Và khi chúng ta chọn màu ghi là mặt bên ngoài thì bên trong có thể là xanh và vàng kem. Đấy, thì là cái video tôi chia sẻ cái loại màu là như vậy. Đấy, thì đây là bộ cửa cuốn lắp lôi cuốn ngoài và có một khóa ngang đi theo cửa là cách mặt đất, như chúng ta quan sát ở đây thì nó khoảng tầm hơn 1 mét. Đấy, để cho nó ngang với tầm với của chúng ta có thể mở được. Ngoài ra là công trình này chắc là khách hàng này lắp thêm một cái khóa ở chân, thì các cái đồ phụ kiện này ấy, thì các vị trong quá trình lắp thì các vị có thể ra cửa kim khí để các vị mua, thì thợ có thể lắp, thì hoặc là lắp xong rồi các vị muốn lắp ấy thì bây giờ các vị vẫn lắp được. Thì các vị nhìn thấy lập có cái lập là để khóa ngang ở chân là như vậy. Đấy. À, đây là cái bộ cửa cuốn tấm liền màu xanh được lắp tại Hà Đông. Đấy, thì sau này nếu mà các vị muốn chọn màu xanh thì tôi có thể chia sẻ cái video này để các vị biết được cái màu xanh nó như nào. Đấy, video này tôi chia sẻ với cái nội dung là như vậy. Nếu mà ai có hỏi thêm gì thì các vị có thể để lại bình luận bên dưới. Nếu mà các vị cảm thấy video này có điều gì cần hỏi thêm thì có thể để lại bình luận bên dưới, hoặc là muốn xem các màu khác thì các vị có thể click vào đường link website tôi có để ở bên dưới của cái phần mô tả của cái video này. Đấy, phần nếu mà các vị cảm thấy video này hữu ích thì các vị có thể like cho mình một cái, để có thể cho nhiều người không biết cửa cuốn màu xanh như nào thì họ có thể biết được cái nội dung này. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới ạ.